À, từ thành phố chúng à, Houston, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán giả và các bạn khắp nơi đang theo dõi chương trình với luật sư Stephen Deal. À, chúng tôi chào luật sư Stephen Deal. Dạ, kính chào chú Hoàng Bách và chào tất cả khán thính giả trên hệ thống Hoàng Bách Channel và hệ thống Internet. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2021. Cái đề tài luật sư muốn bàn thảo ngày hôm nay, có lẽ quý vị trong những ngày vừa qua thì quý vị thấy cái hiệp ước mà nó đi song hành với chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương, đó là AUKUS. AUKUS là cái liên minh giữa Mỹ, Anh Quốc và Úc Đại Lợi. Họ đã chuyển nhượng cái công nghệ mà gọi là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Và cái điều này nó làm cho bất mãn nước Pháp. Tại sao bất mãn? Là vì trước đây Pháp có ký với Australia để mà thiết lập mua 12 chiếc tàu ngầm, trị giá số tiền đó là khoảng 56 tỷ đô la. Đây là một số tiền rất lớn. Và đối với Pháp, họ cho đây là một cái gọi là hiệp ước thế kỷ. Nó lớn như vậy đó, cho nên. Nhưng mà chạy bằng gọi là tàu ngầm mà truyền thống, tức là chạy bằng diesel. Nhưng mà ngày hôm nay cái sự chuyển nhượng này đó thì trả bằng năng lượng hạt nhân và đưa tới cái sự xích mích. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn mời luật sư Stephen để phân tích cái sự xích mích đó đối với đối tác nó như thế nào, đối tác kinh tế bình thường rồi đối với đồng minh nó ra sao, và cái chiến lược này nó ảnh hưởng như thế nào. Thì bây giờ để bắt đầu thì chúng tôi xin mời luật sư để chia sẻ cái nhìn của luật sư, cái góc nhìn là cái sự hàn gắn giữa Pháp đối với Úc Đại Lợi, đối với Anh và Mỹ đó, nó có đỡ hơn không? Bởi vì Pháp bực mình quá cho nên đã triệu hồi hai cái ông đại sứ từ ở bên Úc về, đại sứ của Pháp tại Úc và đại sứ của Mỹ. Và tuần tới này, trong cái tuần này thì hai ông bộ trưởng quốc phòng giữa Pháp và Anh Quốc gặp nhau, thì bây giờ họ cũng bỏ luôn. Họ bỏ luôn, cho nên cái điều nữa đó là chúng ta biết ngày mai là Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc họp đầu tiên, tức là khai mạc đầu tiên đó, có Tổng thống Pháp tham dự. Bây giờ ông Tổng thống Pháp ông cũng bỏ luôn, mà ông cử ông Ngoại trưởng cử một phái đoàn tới đó tham dự. Thì ngược lại ông Tập Cận Bình đó, thì lợi dự trù không có tham dự, bởi vì gửi một cái phái đoàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc tới tham dự thôi. Thì bây giờ ông Tập Cận Bình đó, ông là tham dự, cho nên ngày mai đây ông cũng đọc diễn văn nữa. Thì cái điều đó đó nó rất là lý thú để mà luật sư Stephen phân tích gửi đến quý khán thính giả của chúng ta. Nó ảnh hưởng không những đến nước Mỹ, ảnh hưởng tới đồng minh và ảnh hưởng tới cái chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương và ảnh hưởng luôn cả Trung Quốc nữa. Bây giờ xin mời luật sư. Dạ, cảm ơn chú Hoàng Bách. Cái đề tài ngày hôm nay chúng ta bàn thảo đó là bề nổi và bề chìm của cái chính sách đối ngoại dưới thời Tổng thống Biden. Thì trước khi vào chi tiết, chúng ta đi một cách tổng quát về quá khứ và hiện bây giờ. Trong quá khứ và cho đến ngày hôm nay, tập thể cộng đồng người Việt của chúng ta, đặc biệt nhất những người mà ủng hộ cựu Tổng thống Trump, họ cho rằng ông Biden là tay sai của Cộng sản, tay sai của Trung Cộng, và ông Biden là một cái người rất là yếu, không thể nào đương đầu với Trung Cộng, đúng không? Chỉ có thần tượng của họ là ông cựu Tổng thống Trump mới có thể đương đầu được với Trung Cộng. Thì trong nhiều ngày tháng vừa qua và cho đến ngày hôm nay, càng ngày nó càng rõ rệt hơn là cái chiến lược đương đầu, đối đầu và thách thức với lại nước Trung Cộng giữa nước Mỹ càng rõ rệt cho chúng ta thấy là dưới thời Tổng thống Biden thì cái chính sách đối ngoại, đặc biệt nhất là cái chính sách chuyển trục về Á Châu, cho chúng ta thấy dưới thời Tổng thống Biden nó còn mạnh mẽ hơn là trước những cái thời khác. Lấy một cái điểm khác, trong hai thời tổng thống vừa qua, thời tổng thống Obama và qua thời tổng thống Trump,
thật sự đó, thì cái khối đồng minh của Mỹ nó càng ngày nó càng phân chia ra, tức là chia rẽ. Và đồng minh của Mỹ, đặc biệt nhất là khối Âu Châu, EU, có lẽ họ mạnh dạn và có những cái đường lối, những cái chiến lược, chính sách ngược lại với cái chính sách và chiến lược của nước Mỹ đưa ra. Nào, trong quá khứ, sau đệ nhị thế chiến cho đến ngày hôm nay, và đặc biệt nhất là sau cái sự sụp đổ của cái chủ nghĩa cộng sản quốc tế năm 1990 hay là 91, thì chúng ta thấy nước Mỹ là siêu cường quốc, là đàn anh đại ca ở trong cái khối tự do. Thì cũng trong nhiều năm vừa qua, từ thời Tổng thống Obama qua tới thời Tổng thống Trump, chúng ta thấy một cái nước mà là đàn anh ở bên Âu Châu, đó là nước Anh. Thì nước Anh bị cái Brexit và đưa đến cái sự nước Anh không còn là một cái nước đàn anh ở bên Âu Châu, mà nó là cái sự trỗi dậy của hai nước khác. Cái thời điểm đó, đó cái người chủ tịch của EU là bà Merkel của nước Đức, nhưng mà bà ta bây giờ về hưu. Thành ra đó, cái người và cái nước sẽ lên lãnh đạo cái khối EU và đưa ra những cái chiến lược của EU trong cái vấn đề đối ngoại, đó là nước Pháp và ông Macron. Thì bên Âu Châu nó từ từ nó hiện ra trong những năm vừa qua. Macron của nước Pháp là cái người lãnh đạo đưa ra những cái chính sách chiến lược ở bên nước Pháp và bên Âu Châu. Một cái nữa, đây là những cái lịch sử để chúng ta tiến vào cái hiện bây giờ, là trong nhiều đời tổng thống vừa qua, thì thật sự một cái người tổng thống có nhiều kinh nghiệm về những cái chính sách đối ngoại, về vấn đề quân sự, lại là cái người tổng thống hiện bây giờ, đó là ông Biden. Ông ta khi mà đắc cử làm thượng nghị sĩ của 48 năm vừa qua, hay là 47 năm vừa qua, thì ông ta ở trong cái ủy ban hội đồng về vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Cùng với một cái ủy ban đó thì có những người, thứ nhất ông John McCain là bạn thân của ông Joe Biden, thì ông ta qua đời nhưng mà ông ta là thuộc về phái Cộng Hòa. Nhưng mà đây là những con diều hâu ở trong cái ủy ban đối ngoại ở Thượng viện. Thành ra ông Biden khi mà ông ta làm thượng nghị sĩ, ông ta có rất là nhiều cái kinh nghiệm về những cái chiến lược và chính sách đối ngoại đó. Chứ không phải là một tay lơ tơ mơ mới vô, giống như là đời Tổng thống Bush con, giống như là đời Tổng thống Obama hay là Tổng thống Trump. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta mới đi tới cái thời điểm mà khi mà một cái người mà có một cái kinh nghiệm trên 40 năm về những cái đường lối chính sách đối ngoại của nước Mỹ, khi ông ta nhậm chức, đồng ý và nhậm chức là phó tổng thống dưới thời Tổng thống Obama, thì á, cái đường và cái kế hoạch của Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Obama lại đưa bà Clinton lên làm cái người lo về những cái chiến lược và chiến thuật và chính sách của nước Mỹ về vấn đề đối ngoại. Còn ông phó tổng thống Biden thời điểm đó, thì Tổng thống Obama lại giao trách nhiệm cho ông ta lo về vấn đề đối nội. Trong cái thời điểm đó chúng ta cũng gặp một cái khủng hoảng, nó hai cái khủng hoảng, một cái khủng hoảng nhất là cái vấn đề kinh tế của năm 2009 tới 2010, ai cũng biết cái đó. Và cái thứ nhì đó, làm sao phải thông qua một cái dự luật là vấn đề bảo vệ y tế cho tất cả người dân trên nước Mỹ này, mà bây giờ chúng ta thường hay gọi nó kêu là Obamacare. Và cũng trong cái thời điểm đó chúng ta biết cái người mà quân sư chiến lược của bà Hillary, đó là ông Richard Holbrooke, mà hai lần trước chúng ta có bàn về ông này, về cuộc đời của ông ta. Thì ông ta là người mới đưa ra một cái chiến lược, và cái đó là cái chiến lược của nước Mỹ khi mà bà Clinton lên làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là xoay trục về bên Á Châu với cái sự đồng thuận của cái ông phó tổng thống Biden.
và phải làm sao cắt đứt tất cả những cái vấn đề liên lụy ở bên Trung Đông. À, thì cái đó, cái chính sách nó đi ra được 3 năm, nhưng mà nó lại bị ngưng lại và bà Clinton từ chức. Sau đó, tức là khoảng 4 năm, thì ông John Kerry lên, thì ông ta lại chuyển trục về lại bên Trung Đông. Thì chúng ta cũng biết cái đó xảy ra. À, và một trong những người không đồng ý chuyển trục về bên khu Trung Đông và là cái người lên tiếng kêu gọi và yêu cầu Tổng thống Obama cái thời điểm đó là phải rút quân ra khỏi Afghanistan, chứ không thể nào ở trong Afghanistan được quá lâu, đúng không? Mà cái đó là thời của ông Obama, tức là khoảng 12 năm về trước. Nhưng mà Tổng thống thì Obama thì bác bỏ cái tư tưởng đó. Thành ra đây là những cái mà chúng ta thấy trong quá khứ. Đã. Thì ngày hôm nay ông Biden trở thành Tổng thống, thì những cái gì mà ông ta đã suy nghĩ 10 năm, 12 năm, bây giờ ông ta thực hành những cái đó. Và cái điểm đầu tiên ông ta thực hành là chứng minh cho tất cả những người đồng minh, bạn và kẻ thù ở bên Á Châu là nước Mỹ bây giờ lại chuyển trục, và cái trọng tâm của chính sách đối ngoại Mỹ là Á Châu. Và để chứng minh cái vấn đề đó, ông Biden rút quân ra khỏi Afghanistan, mặc dù có cái sự phản đối ngay cả trong cái hàng ngũ của Tòa Bạch Ốc, ngay cả trong cái hàng ngũ của Đảng Dân Chủ và của quốc tế, và nói ông ta làm quá gấp, vội vã mà phải từ từ. Nhưng mà ông Biden, ông ta không đồng ý, và ông ta tiến hành và rút quân cho tất cả những cái đồng minh ở trên thế giới, đặc biệt nhất là bên Á Châu, và đặc biệt nhất là địch thủ của nước Mỹ, đó là Trung Cộng. Là Mỹ không còn có cái sự liên lụy mà không có bị phân tâm ở bên Trung Đông hay là ở bên Afghanistan nữa. Nó không còn là một cái ưu tiên một, mà Á Châu mới là cái ưu tiên một. Nào, trong nhiều năm vừa qua, từ đời Obama qua tới đời Tổng thống Trump, thì cái chính sách đối ngoại ở bên Á Châu là đương đầu với lại nước Trung Cộng và tạo ra một cái thế, là cái thế nó kêu là Quad, tức là bốn nước về vấn đề an ninh quân sự: nước Mỹ, nước Nhật, nước Úc Đại Lợi và nước Ấn Độ Dương. Thì bây giờ đó, Mỹ và Úc và nước Anh mới tạo ra một cái nữa, là cái thế chân vạc ba chân: nước Mỹ, nước Anh và nước Úc Đại Lợi. Đây là một cái mà chúng ta cũng đã biết. Thì bây giờ cho chú Hoàng Bách thấy, đây là cái cái bản thông báo của Tòa Bạch Ốc về cái hiệp ước chiến lược UCAS, hay là đọc AUKUS. Cái chữ A đó nó là tượng trưng cho Australia. Cái chữ UK đó là tượng trưng cho United Kingdom. Cái chữ US đó là chỉ biết tắt của United States. Hay là AUKUS là ba nước. Thì cái này là cái gì? Đó là một cái hiệp ước Mỹ và nước Anh sẽ cung cấp tàu ngầm hạt nhân nguyên tử cho nước Úc Đại Lợi. Đây là một cái mà làm cái sốc cho, thứ nhất, nước Trung Cộng. Cái thứ nhì, làm quê mặt, mất đi cái danh dự của nước Pháp. Nào, trước khi mà có cái AUKUS thì Pháp với lại nước Úc Đại Lợi đã có nhiều năm, bắt đầu từ năm, và nó thành công và đạt được cái mục tiêu là năm 2016, tức là trước đây khoảng 5 năm. Nước Pháp sẽ cung cấp và huấn luyện nước Úc Đại Lợi, cho Úc Đại Lợi những cái chiếc tàu ngầm, tức là bán cho Úc Đại Lợi những cái chiếc tàu ngầm và huấn luyện. Nhưng mà tàu ngầm này đó là tàu ngầm chạy bằng dầu diesel. Đó. Với cái số tiền đó là khoảng 65 tỷ đô la
hay là 90 tỷ tiền Australia, tiền Úc. Thì đó, đùng một cái trong năm nay, Mỹ, Anh và nước Úc đại lợi, và đặc biệt nhất nước Úc đại lợi, họ mới ra cái thông báo và báo cho nước Pháp là họ muốn hủy bỏ cái công tra 65 tỷ của những cái chiếc tàu chạy bằng dầu diesel, và họ ký một cái giao kèo mới, nước Mỹ và nước Anh sẽ cung cấp cũng tàu ngầm luôn, nhưng mà loại tàu ngầm này là do tàu ngầm chạy bằng hạt nhân nguyên tử. Nào, để cho nó rõ ràng, cái chiếc tàu ngầm chạy bằng hạt nhân nguyên tử, nhưng mà tàu ngầm này đó thì có những cái hỏa tiễn thủy lôi là cái loại thường, chứ không phải là bom nguyên tử. Cái tàu thì là do hạt nhân nguyên tử chạy, nhưng mà cái những cái đạn đó thì không phải là đạn nguyên tử. Mỹ thì đương nhiên là có tàu ngầm nguyên tử và có luôn cả những cái bom nguyên tử ở trong tàu ngầm nữa. Nhưng mà đây là lần đầu tiên nước Mỹ cung cấp huấn luyện một cái nước đồng minh và bán cho họ một chiếc tàu ngầm chạy bằng hạt nhân nguyên tử, trong khi những nước khác thì chưa có, đúng không? Như là nước Nhật cũng là một cái đồng minh lâu dài của nước Mỹ, mà nước Mỹ nó có tàu ngầm nhưng mà chạy bằng dầu, nhưng mà nó không có tàu ngầm chạy bằng hạt nhân nguyên tử. Nước Nhật đó thì lại có những nhà máy điện bằng hạt nhân nguyên tử. Cái vấn đề đó nó rất là quan trọng, có nghĩa là nước Nhật khoảng 90% nếu mà cần chế một cái bom nguyên tử, họ có thể chuyển những cái chất uranium của những cái nhà máy điện thì họ có thể biến và biến nó thành cái bom một cách dễ dàng, nội trong vòng như nào một năm. Và những cái chiếc tàu ngầm hạt nhân nguyên tử, cái kỹ thuật thì họ có thể dùng cái này, họ có thể học hỏi, có nghĩa là trong tương lai 5, 10, 15 năm là nước Úc, nếu mà nước Úc muốn, nước Úc cũng có thể học theo cái kỹ thuật này, phát triển cái kỹ thuật này và có thể có bom nguyên tử. Đây là cái mà chúng ta thấy. Một cái điểm cuối cùng rồi chúng ta sẽ đi vào cái AUKUS, đó là nước Mỹ bắt đầu từ thời tổng thống Obama rồi bắt đầu qua tới rồi năm qua tới tổng Trump, nhưng mà nói nhiều còn làm thì ít, là nước Mỹ đương đầu với tất cả những cái thách thức của nước Trung Cộng, khi mà nước Trung Cộng nó hung hăng thứ nhất ở bên Á Châu với những cái nước láng giềng, và hung hăng trên cái thị trường kinh tế quốc tế, làm áp lực những cái nước đồng minh của mình. Thì nước Mỹ bây giờ nó tăng cường cái vấn đề quân sự ở bên Á Châu với cái sự hợp tác và đi tuần hành của tàu Mỹ, tàu nổi và tàu chìm, của phản lực cơ Mỹ tập diễn hành ở ngoài biển, của nước Nhật, của nước Úc đại lợi, của nước Ấn Độ, của nước Anh và của nước Pháp, đúng không? Trong cái thời 4 năm về trước của cựu tổng thống Trump thì chúng ta thấy là những cái vấn đề tập dượt thì nó không có. Tức là nói về vấn đề kinh tế thì nhiều, nhưng mà về vấn đề quân sự thì không có. Và trong 4 năm vừa qua, cái sự hung hăng của nước Trung Cộng nó càng ngày càng gia tăng chứ nó không có giảm xuống. Nào, mà cái chính sách đó là phải đương đầu, đối đầu với lại nước Trung Cộng, không phải về mặt kinh tế không, mà luôn cả về mặt quân sự. Thì chúng ta thấy nó không có cái vấn đề quân sự đó, mà lại có cái sự nhượng bộ khá rõ ràng của nước Mỹ cho nước Trung Cộng. Thì ngày hôm nay chúng ta lại thấy nó đi ngược lại, mà lại có cái sự tăng trưởng, phát triển và phát huy cái vấn đề quân sự ở bên Á Châu, đặc biệt nhất ở ngoài biển Thái Bình Dương và biển Ấn Độ Dương, đúng không? Thì cho chúng ta thấy là cái đường lối chính sách của đời Tổng thống Obama hiện hôm, Tổng thống Biden ngày hôm nay là cứng rắn
đương đầu với tất cả những cái thách thức của nước Trung Cộng để mà kiềm chế Trung Cộng, không phải về mặt kinh tế không, mà luôn cả về mặt quân sự. Tại sao chúng ta nói về mặt kinh tế mà không ai nhắc tới? Bởi vì ai cũng nghĩ là nếu mà ông Biden lên nhu nhược thì ông ta sẽ hủy bỏ tất cả những cái vấn đề thuế mà thời ông Trump đã được đưa ra để mà nói là trừng phạt nước Trung Cộng. Thì cho đến ngày hôm nay là tháng 9, tất cả những cái thuế má đó vẫn nằm y nguyên, chứ không có cái nào bị rút lui hết. Ngược lại, cái vấn đề tập dượt quân sự ở ngoài biển, biển Thái Bình Dương, biển Ấn Độ Dương thì càng ngày càng gia tăng lên. Chúng ta đã thấy rất rõ. Và cái hiệp ước UCAS là một cái cuối cùng đã làm cho nước Trung Cộng rất là lo lắng. Rồi một cái điểm nữa đó là dưới cái thời Tổng thống Trump, ở bên Âu Châu và đặc biệt nhất dưới cái sự lãnh đạo của nước Pháp và nước Đức cho đến ngày hôm nay, thì Âu Châu, EU và nước Pháp có một cái đường lối chính sách ôn hòa, hợp tác với lại nước Trung Cộng, chứ không có đối đầu và thử thách nước Trung Cộng. Thì cái đường lối ôn hòa, hợp tác của nước Pháp và của EU dưới cái sự lãnh đạo của Pháp và Đức, đó, nó đi ngược lại với lại cái chiến lược và chính sách đối ngoại của nước Mỹ là đương đầu kinh và là nước Trung Cộng, chứ không có hợp tác về vấn đề quân sự hay là bất cứ một cái vấn đề gì. Này, nào, thì với tất cả những cái đó, chúng ta mới thấy là ngày hôm nay thì cái bề nổi là nước Mỹ ý mình lớn, mạnh, trong khi nước Pháp là một cái nước nhỏ, cũng là đại ca nhưng mà đại ca nhỏ, nước Mỹ là đại ca lớn, đúng không? Của đồng minh. Rồi bây giờ ý mình mạnh, giật cái công tra 65 tỷ của nước Pháp với lại nước Úc đại lợi, mà không nói cho nước Pháp biết. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một cái nước Mỹ chơi một cái trò chơi mà có vẻ như là ăn hiếp, làm cho nước Pháp bị mất mặt và mất đi cả cái uy tín với tất cả những người đàn em. Đó là cái mà bề nổi chúng ta thấy ngày hôm nay. Và nước Pháp họ mới tức giận. Chú Hoàng Bách biết không? Một khi mà mình lấy một cái công tra 65 tỷ sẽ xây dựng những cái chiếc tàu ngầm chạy bằng dầu đó. Thì đó, những cái đại công ty ở nước Pháp họ sẽ mướn nhân viên, họ sẽ làm đủ thứ để mà cung cấp những cái chiếc tàu đó, tức là có công ăn việc làm, có cái này cái kia cho cái nền kinh tế của nước Pháp, đúng không? Rồi bây giờ Mỹ nó nhào vô, Mỹ giật mất cái đó, tức là những cái công ty đó nó sẽ mất tiền và dân chúng sẽ không có công ăn việc làm như là dự trù, đúng không? Mà Mỹ lại là đồng minh của nước Pháp, mà nước Pháp là đồng minh của Mỹ, thì nước Pháp nó mới lên tiếng, nó nói anh là đồng minh của tôi mà anh chơi như vậy thì nó kỳ quá đi, nhưng mà anh không có nể đồng minh, anh làm cho tôi bị mất uy tín và mất danh dự. Một cái nước Pháp, một cái nước lãnh đạo của EU, đó là bề nổi về vấn đề kinh tế. Nhưng mà cái bề chìm đó là cái này là cái sự suy đoán của cá nhân mình và một số những người chiến lược gia ở trên thế giới. Thì đây là một cái mà nước Mỹ, Tổng thống Biden, ông ta muốn cho tất cả đồng minh và cho trên thế giới biết là hiện bây giờ nước Mỹ củng cố lại cái quyền lực của một cái siêu cường quốc, và tất cả những đàn em ở trong cái khối đồng minh của nước Mỹ và nước Mỹ phải cùng có một cái chiến lược chung, chứ không có hai ba cái chiến lược riêng. Bởi vì trong quá khứ dưới thời Tổng thống Trump, nó có nước nào mà nước nào nước nấy làm, nó không có một cái chiến lược chung. Thành ra Mỹ mà muốn đương đầu với lại nước Trung Cộng, mà trong khi đàn em của Mỹ thì lại đi bắt tay hợp tác với Trung Cộng, thì làm sao nước Mỹ có thể đương đầu với Trung Cộng được, đúng không? Đây là một cái để mà dằn mặt nước Pháp
và cũng là để cảnh báo cho tất cả những người đàn em. Nó có một cái ngụ ý ngầm, một cái ngầm là nếu mà một cái nước Mỹ siêu cường quốc đại ca, mà nếu mà anh đại ca có thể dằn mặt cảnh báo một cái anh đại ca đứng hàng thứ ba ở trong khối đồng minh, và anh đại ca thứ ba phải nghe lời, tuân thủ và cái EU phải đi theo, thì những cái đàn em nhỏ hơn đó không có dám tự mình có một cái chiến lược khác, một cái chiến lược riêng, mà không nghe lời cái người đàn anh. Thành ra cái AUKUS đó, cái bền chìm đó, nó cho chúng ta thấy đó là nước Mỹ và nước Anh hiện bây giờ đang củng cố quyền lực và đem cái sự đồng nhất của tất cả đồng minh cùng một cái chiến lược hợp tác liên kết với nhau để mà đương đầu với lại cái sự trỗi dậy hung hăng của nước Trung Cộng. Trung Cộng bắt đầu la âm sùm, trời đất ơi, tại sao đem cái này, tại sao làm cái kia, đúng không? Là tại vì họ biết nếu mà cái này Mỹ làm được thì Trung Cộng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì khối Âu Châu và nước Mỹ và khối Á Châu bây giờ đồng nhất về cái tư tưởng đương đầu với lại nước Trung Cộng, thì cái đó đó nó mới đạt được cái mục tiêu, và Trung Cộng không thể nào hung hăng với tất cả những láng giềng, và không thể nào mà ở trên cái chiến lược quân sự trên thế giới này mà bắt đầu đi qua những cái nước khác muốn thay thế nước Mỹ làm đàn anh. Trước mặt chú Hoàng Bách và quý vị thì đây là cái bản đồ biển ở bên Thái Bình Dương, đúng không? Và ở dưới đó đó là Ấn Độ Dương. Thì nước Úc nó rất là xa với nước Trung Cộng. Nếu quý vị thấy đó, là bây giờ mình đi lên, hiện bây giờ trên thế giới đó, ở bên nước Mỹ đó là nước có bom nguyên tử. Ở bên châu Mỹ chỉ có nước Mỹ mới là có bom nguyên tử thôi, không có nước nào có hết. Để chúng ta mới đi qua bên Âu Châu, thì Âu Châu đó chỉ có 3 nước có bom nguyên tử. Một là Pháp, hai là nước Anh, ba là nước Nga, đúng không? Đó. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào bên nước Á Châu đó, cái đó đó mới là cái trọng tâm của tất cả mọi việc về vấn đề kinh tế và luôn cả quân sự. Là bây giờ quý vị nhìn vô cái bản đồ, chú Hoàng Bách nhìn bản đồ, nước Trung Cộng đó là có hạt nhân nguyên tử và có bom nguyên tử. Kế bên Trung Cộng đó là nước Ấn Độ là có bom nguyên tử và hạt nhân nguyên tử. Kế bên Trung Cộng là nước Pakistan có bom nguyên tử và hạt nhân nguyên tử. Rồi ở trên nước Trung Cộng đó là nước Nga đó là cũng có bom nguyên tử luôn. Rồi cái bên ngoài biển đó thì có nước Nhật đó là có hạt nhân nguyên tử, chưa có bom nhưng mà có hạt nhân nguyên tử, đúng không? Rồi bây giờ nếu mà chúng ta thấy đó, Australia là ở dưới đây đó, thì Australia mà nếu mà được cái sự cung cấp theo cái thỏa thuận hiệp ước của AUKUS thì nước Úc Đại Lợi sẽ có hạt nhân nguyên tử, chưa có bom nguyên tử nhưng mà có hạt nhân nguyên tử, đúng không? Rồi bây giờ đó chúng ta mới coi cái đường giao thông biển của Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, đúng không? Và tất cả những cái tàu bè chuyển hàng từ Á Châu mà đi qua bên Trung Đông, đi qua bên Âu Châu, đi qua bên Phi Châu là đều phải đi qua cái Việt Nam, tức là cái Biển Đông, và nó phải đi qua cái vịnh eo hẹp, nó kêu là Malacca của nước Singapore và Malaysia. Rồi nó sẽ đi vào cái biển nó kêu Ấn Độ Dương. Thành ra cái Ấn Độ Dương đó, cái vùng biển Ấn Độ Dương đó, nó trở thành một cái trọng tâm cũng khá quan trọng, chứ không phải là Thái Bình Dương không. Và hai nước nó có tàu ngầm nguyên tử, hạt nhân nguyên tử, nó có thể đi tuần ở chỗ này, và nếu mà cần thiết có thể chiến đấu với những cái nước mà đối thủ khi mà có một cái chiến tranh xảy ra. Thì đó, Australia
Úc và nước India là thầu cái Ấn Độ Dương, đúng không? Rồi khi mà ra khỏi cái Ấn Độ Dương đó, nó mới vô tới cái Thái Bình Dương. Thì đương nhiên là Thái Bình Dương là chúng ta đã thấy là có Mã Lai, có Singapore, có Đài Loan, có Philippines, có Việt Nam, có Nhật, có Nam Hàn, vân vân ở bên đây, bên Thái Bình Dương. Đó. Thành ra khi mà cái khối này nó đưa ra như vậy đó, là chúng ta đã thấy là đây là một cái chiến lược lâu dài, quy mô về vấn đề thứ nhất, đồng nhất về chính sách và chiến lược đối ngoại đương đầu với nước Trung Cộng. Bây giờ nó không còn có hai ba cái chiến lược của đồng minh nữa, mà nó sẽ có một cái chiến lược trong tương lai gần. Tức là EU và nước Pháp cũng phải đi theo cái chiến lược mới của nước Mỹ, là đương đầu chứ không có hợp tác hay là ôn hòa với lại nước Trung Cộng như ngày hôm nay hay là trong quá khứ. Và bây giờ chúng ta mới nói về cái chiếc tàu. Nếu mà tàu dầu đó, một cái tàu ngầm mà dầu đó, thì cái máy dầu đó nó chạy nó ồn ào. Mà khi chúng ta ở dưới biển đó, nó có những cái sonar, những cái máy nó rà. Thì khi mà mình mở máy bằng dầu đó, nó ồn ào đó, thì địch thủ của mình họ có thể rà ra được biết mình nằm ở đâu. Đúng không? Đó. Cái thứ nhất, cái thứ nhì đó, một cái chiếc mà chạy bằng dầu á, mà chạy ra xa đi, lấy nước Úc nè, họ mới có những cái chiếc dầu, tàu ngầm dầu. Họ chạy không phải là gần ở nước Úc, mà họ chạy qua bên như nó Thái Bình Dương, Biển Đông, tuần hành ở đó. Hay là họ chạy gần với lại cái khu Malacca ở bên cái biển Ấn Độ Dương, thì nó rất là xa với nước Úc Đại Lợi. Có nghĩa là gì? Như cái xe của chúng ta chạy mà chạy bằng xăng đó, thì nó hết xăng. Tàu ngầm á, nó chạy hết dầu. Hết dầu á, thì nó phải cập vô cái cảng để mà lấy dầu rồi mới chạy ra ngoài tiếp, đúng không? Mà nếu mà những cái cảng đó thì nó phải có những cái sự hợp tác và những cái giao kèo với những cái nước gần đó để mà tấp cái tàu vô để mà lấy dầu và đi tuần hành ở ngoài biển. Nào, nhưng mà nếu mà cái chiếc tàu đó mà là hạt nhân nguyên tử thì đó, nó không cần phải cập bến để mà lấy dầu. Nó có thể ở ngoài biển lâu hơn. Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì đó, khi mà chạy bằng hạt nhân nguyên tử đó, nó không có cái tiếng động. Nó rất là êm. Và nó êm như vậy đó, mình nằm ở dưới biển đó, rất là khó mà rà đó. Thành ra cái kỹ thuật mà cái chiếc tàu ngầm bằng hạt nhân nguyên tử đó, nó tối tân hơn. Và đó, nó đậu sát bên mình. Không, những căn cứ quân sự của nước Trung Cộng đi, hay là nó chạy sát bên cái chiếc tàu của Trung Cộng đi, Trung Cộng không ra được nó, bởi vì nó bí mật, nó như vô hình và không thể nào ra được. Và khi mà xảy ra chiến tranh thì cái quả tiễn mà nó bắn từ một cái chiếc tàu vô hình mà nó nằm sát bên mình đó, lúc đó đỡ không kịp. Đó là cái mà cái kỹ thuật của những cái chiếc tàu ngầm hạt nhân nguyên tử hiện bây giờ đó, ở bên Á Châu chưa có một cái chiếc tàu ngầm hạt nhân nguyên tử nào của những cái nước ở bên Á Châu. Mặc dù có những cái chiếc tàu ngầm hạt nhân nguyên tử của Mỹ ở bên Á Châu, mà chúng ta cũng không biết nó nằm ở đâu. Bây giờ đó, nếu mà nó cung cấp cho nước Úc. Và một cái điểm cuối cùng là tại sao Mỹ quyết định cung cấp cái đó cho nước Úc Đại Lợi mà không cung cấp cho một cái đồng minh khác như là nước Nhật, nước Mã Lai, nước Philippines hay là nước Singapore. Cái đó đó là một cái dè dặt, có thể nó 50 năm sau. Là bởi vì đó, theo cái chân lý mà chú Hoàng Bách thường hay nói, không có bạn muôn đời mà cũng không có kẻ thù muôn thở. Nếu mà chúng ta cung cấp một cái vũ khí tối tân cho một cái nước mà ngày hôm nay là đồng minh, 50 năm sau, cái đồng minh đó, đó nó có thể là kẻ thù của mình, mà mình lại cung cấp một cái kỹ thuật hạt nhân nguyên tử, thì họ sẽ lấy cái đó, họ tấn công mình. Cái đó là cái mà rất là khó xử. Thành ra Mỹ không có dám đưa những cái đó cho những cái nước, mặc dù là đồng minh của Mỹ. Nhưng mà nước Úc Đại Lợi là cái người Tây Phương,
vẫn còn nằm ở dưới cái lá cờ của nước Anh. À, khi mà chúng ta nhìn về lịch sử cả 500 năm thì chúng ta thấy Úc Đại Lợi ngày xưa là thuộc địa của nước Anh và tuyên bố độc lập. Nước Mỹ cũng là thuộc địa của nước Anh rồi cũng tuyên bố độc lập. Thành ra đó, Mỹ, Anh và Úc Đại Lợi thì thật sự đó, nó ra từ cái nguồn gốc là những người của nước Anh. Thành ra họ có một cái sự tin tưởng là nước Úc Đại Lợi 50 năm, 100 năm sau cũng không có thể nào trở thành kẻ thù của nước Mỹ được. À, thành ra họ mới tin tưởng cái đó, họ mới đưa cái tàu ngầm hạt nhân nguyên tử cho nước Úc Đại Lợi. À, nhưng mà để tóm tắt lại, đây là cái mặt nổi đó, là chúng ta nghĩ nó chỉ có một cái vấn đề giao kèo, giành giật về vấn đề kinh tế, you know, về tiền bạc. Có nghĩa là anh có cái giao kèo 65 tỷ chế tàu ngầm, bây giờ tôi bán cho nước Úc Đại Lợi cái tàu ngầm tốt hơn và tôi sẽ lấy cái mấy chục tỷ đó của anh, giành giật về vấn đề kinh tế. Đó là bề nổi. Nhưng mà bề chìm đó là cả một cái chiến lược, thứ nhất đồng nhất hay là thống nhất tất cả những cái chiến lược của đồng minh thành một, và dưới cái sự lãnh đạo của nước Mỹ, một siêu cường quốc, và cái chiến lược đó là đương đầu với nước Trung Cộng trên mặt kinh tế thị trường và luôn cả trên mặt quân sự. Đó là cái chính sách mới. Thành ra trong những ngày sắp tới, khi mà ra tới Liên Hiệp Quốc mà nước Mỹ sẽ đọc diễn văn, tức là Tổng thống Mỹ sẽ đọc diễn văn, ông ta sẽ cho chúng ta thấy là chúng ta sẽ tiến hành vào một cái giai đoạn mới của cái chiến lược đối ngoại và chính sách đối ngoại quốc tế, là trọng tâm đối thủ chính của tất cả những cái nước đồng minh trên thế giới là nước Trung Cộng. Và Mỹ và đồng minh bây giờ đã thống nhất tất cả những cái tư tưởng, những cái đường lối chính sách và chiến lược để mà cùng nhau hợp tác, liên kết, đương đầu với tất cả những cái sự thử thách hung hăng của nước Trung Cộng. À, thì đương nhiên Tập Cẩm Bình cũng sẽ lên tiếng và nói đây là một cái âm mưu mà nước Mỹ sẽ ấy để mà ngăn chặn cái sự phát triển về nền kinh tế của nước Trung Cộng. À, thì chúng ta sẽ đợi trong vài ngày, vài tuần sau để coi hai người này họ đọc diễn văn và cái bề nổi của họ là cái gì và cái bề chìm của họ như thế nào, chú Hoàng Bách. Dạ vâng, luật sư vừa trình bày để quý khán giả của chúng ta thấy là tại sao Mỹ giật cái hợp đồng mà tới trên 60 tỷ của Pháp mới là chứng nhìn đó. Tức là nhìn vào đó là về mặt kinh tế, tức là cạnh tranh với nhau, chơi không có đẹp, đồng minh với nhau. Tại sao ký cái hợp đồng mà rồi mà nó mà lại bây giờ Mỹ lại không thông báo cho Pháp. Nhưng mà cái điều này đó vừa phân tích thêm, xin nói thêm để cho thấy rõ đó. Cái đường lối của Pháp đó, là ông Tổng thống Pháp, ông nói như thế này. Ông Tổng thống Pháp, ông nói là Âu Châu phải tăng cường khả năng tự chủ của mình và giảm bớt sự phụ thuộc vào Mỹ để chống lại Trung Cộng. Tức là giảm bớt thôi, giảm bớt cái sự phụ lệ thuộc vào Mỹ. Và bây giờ thì ông Ngoại trưởng của Pháp, ông nói như thế này. Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mà khởi xướng của Mỹ đó là một chiến lược chủ trương coi như là đối đầu. Đó không phải là lập trường của chính phủ chúng tôi. Đó, để chúng ta thấy là trên cái sự đề nghị đó chúng ta thấy có sự khác biệt. Và ông nói thêm nè, chúng tôi không tin vào hiệu quả của sự đấu đầu quân sự với cả một hệ thống. Dù đôi khi chúng ta phải dùng tới biện pháp quân sự để chúng ta thấy là Pháp có lẽ là họ hơi không đồng quan điểm với Mỹ. Bởi vì Pháp và Đức là ở Âu Châu, hai cái quốc gia này họ không muốn cứng rắn với Mỹ mà họ là muốn dùng kinh tế để làm ăn với Mỹ, bởi vì kinh tế của họ cũng khó khăn, họ yếu chuyển. Cho nên gần đây có lẽ là chính phủ của Hoa Kỳ họ đánh giá là EU dù có 27 nước nhưng mà không có đồng thuận, mỗi nước có một cái quan điểm nhìn khác nhau. Bây giờ qua cái sự kiện này đó thì các cái nhà bình luận trên các báo Pháp họ phê bình, họ nói đó, là qua cái sự kiện này
thì 27 nước không thấy ai lên tiếng để mà nói về nước Pháp á, là tại sao như thế này thế này, à, có Mỹ chơi như thế này không đẹp. Đó là thứ nhất. Thứ hai, họ chờ đợi là nước Đức cũng lên tiếng thử như thế nào, nhưng nước Đức cũng em re luôn. Thì cái điều như mà luật sư nói đó, Mỹ đã trở lại và Mỹ muốn đồng minh của mình phải cùng đồng thuận trên một cái quan điểm chiến lược chung. Trong khi đó Pháp hay Đức, họ có vẻ đi với trung cảm, tức là không có đi, họ thỏa thuận để họ làm ăn. Thì Mỹ cái điều này đó, như luật sư nói đó, họ ký cái điều này là cái điều có thể đem tới cái phạt làm, bởi vì đồng minh sao không thông báo. Nhưng mà đây cũng là một cái cú để dằn mặt với các nước Pháp hay là dằn mặt với các cái đồng minh của Mỹ. Chơi đó là phải chơi chung, cùng ăn, cùng chịu. Thì cho nên Mỹ muốn có cái sự đồng thuận qua cái sự kiện đó. Bây giờ chúng ta nói như vậy để quý khán giả chúng ta đừng có nhìn trên cái bề mặt không, mà phải cái mặt kìm. Bây giờ thì thưa luật sư vừa nêu lên cái vấn đề là như vậy chuyển nhượng các công nghệ về năng lượng hạt nhân chạy bằng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, thì như vậy Nhật, Nam Hàn, Đài Loan là một quốc gia đồng minh của Mỹ. Giả sử trong tương lai nói tôi cũng là đồng minh mà sao anh chia sẻ công nghệ với nước Úc mà không chia sẻ với tôi, thì đây có phải là trong cái chiến lược của Mỹ không? Bởi vì họ đi theo với Dù Loan. Ở bên Á Châu thì như luật sư vừa nêu đó, là Trung Cộng có hạt nhân, vũ khí hạt nhân, Bắc Hàn có vũ khí hạt nhân, Ấn Độ có vũ khí hạt nhân, nhưng mà đồng minh của Mỹ thì không có ở đâu. Ví dụ bây giờ đặt ở, ví dụ như ở Ấn Độ Dương phải có Úc, trong tương lai có thể có Nhật hay là Hàn, mình chưa biết. Thì xin luật sư có thể giải thích cái vấn đề này thêm. Dạ. Như hồi nãy nói, những cái nước mà có hạt nhân nguyên tử thì thật sự nó tập trung vào ở bên Á Châu nhiều nhất. Và nếu mà chúng ta mà đánh giá, giả sử như trong tương lai có một cái chiến tranh nó xảy ra, quên nói nữa, ở bên Trung Đông đó thì chỉ có một nước có hạt nhân nguyên tử hay là bom nguyên tử, đó là nước nước Châu Thái, đúng không? Dạ. Cái vấn đề mà những cái nước có hạt nhân nguyên tử hay là bom nguyên tử đó, thật sự đó, cái đó không phải là một cái quan tâm lớn về vấn đề an ninh quân sự của nước Mỹ hay là của những cái nước giống như Trung Cộng hay là nước Nga. Là bởi vì đó, những cái nước mà có hạt nhân nguyên tử đó, họ rất là dè dặt về vấn đề dùng hạt nhân nguyên tử. Chỉ có một cái nước đó suốt ngày la hét như một đứa con nít, không ai thèm để ý tới, ngoại trừ 4 năm về trước cựu tổng thống Trump là cái người để ý tới, biến cái người đó trở thành thần tượng quan trọng ở trên thế giới, đó là nước Bắc Hàn. Nào, Bắc Hàn á thì cứ khoe khoang là tôi có bom nguyên tử. Anh có bom nguyên tử, anh có dám xài không? Bắc Hàn đó mà bắn một cây hỏa tiễn bom nguyên tử ra đó là bảo đảm nước Mỹ sẽ tiêu diệt cái nước Bắc Hàn trong chốc lát. Và Mỹ sẽ làm cái đó, đúng không? Đừng bao giờ mà chỉ có một cái bom nhỏ thôi mà dám đi thách thức. Thành ra đó, như một cái đứa con nít đi la hét, gây cái sự ồn ào, thì cái chính sách và chiến lược của nước Mỹ ngày hôm nay đó, đừng có quan trọng hóa nước Bắc Hàn. 4 năm về trước đó, cựu tổng thống Trump đó, đi quan trọng hóa một cái thằng con nít để mà hy vọng cho nó vài cục kẹo, cho nó cái này kia để nó đừng có hung hăng. Nhưng mà chính sách của Biden nói đó, chú mày chỉ là đứa con nít thôi, chú mày muốn la cái gì la, bây giờ nó không còn quan trọng nữa, không ai nghe hết á. Nó giống như con chó nó sủa, không ai để ý tới, và nó cứ tiếp tục nó sủa, lát nó mỏi miệng nó hết sủa. Đó là cái chính sách đối ngoại của nước Mỹ đương đầu với Bắc Hàn. Làm sao? Dám xài không? Xài một cái là nguyên cái Bắc Hàn nó bằng phẳng liền. Nó đưa cái Bắc Hàn, đừng có nói tới cái thế kỷ thứ 18, đưa cái Bắc Hàn về cái thế kỷ số 1. Đừng bao giờ mà dám đụng với nước Mỹ về cái vấn đề hạt nhân nguyên tử, đúng không? Nào, còn cái vấn đề mà đương đầu với Trung Cộng, một cái cường quốc
ở trên thế giới, không phải về mặt quân sự không, mà luôn cả về mặt kinh tế và thị trường. Làm sao cho tất cả đàn em mình và cho những cái nước chưa phải là đàn em mình như là Việt Nam, họ có một cái sự niềm tin là hey, đi theo Mỹ thì mới có hòa bình và không bị săn lắm, không bị hung ở cái sự ăn hiếp của nước Trung Cộng. Và tất cả đồng minh, ngày xưa nước Mỹ đó, nó lộn xộn, nó yếu dưới những cái thời tổng thống trước. Thành ra đồng minh đó, nó không nghe lời. Những cái đồng minh lớn của Mỹ, đàn em lớn của Mỹ là nước Pháp, là nước Đức, đúng không? Hai cái người đàn em lớn ở bên Âu Châu, mà hai cái người đàn em này không nghe lời. Nó giống như cái gia đình vậy đó, đúng không? Mà khi mà cái người con lớn mà không nghe lời, thì những đứa con mà nó nhỏ đó, nó thấy không, nó thấy cha mẹ nó không có trừng phạt, thì tụi nó cũng không nghe lời luôn. À, thì giống như, nó giống như vậy thôi. Mình không có nói là nước Mỹ là cha mẹ nha, mình chỉ nói lấy ví dụ thôi. Đó, thì bây giờ đó, muốn cho tất cả đàn em mình nó nghe lời mình và mình trở lại là đàn anh, thì cái điểm đầu tiên đó, mình phải dằn mặt một cái người đàn em đứng hàng thứ ba, đứng hàng thứ tư, là nói anh phải nghe lời tôi, chúng ta phải đi cùng một cái con đường, chúng ta phải có cùng một cái chiến lược. Tôi không thể nào đương đầu với nước Trung Cộng nếu tôi là cái người đối đầu, còn anh là người đi hợp tác. Tôi là cái người thách thức, còn anh là cái người đi hòa giải. Rồi Trung Cộng nó cười, nó nói đồng minh này nó lộn sang ngầu hết, mình đi thuyết phục mấy cái đàn em, bởi vì cái người đàn anh này nó quá yếu, và trong quá khứ từ đầu Obama cho tới đầu tổng thống Trump quá yếu, đúng không? Nhưng bây giờ đây là một cái đường lối rất là mới và rất là rõ ràng. Trong tương lai chúng ta sẽ thấy rất là rõ là trước sau gì nước Pháp và nước Đức cũng sẽ đồng nhất về cái chiến lược đối ngoại, cái chính sách được đưa ra. Nếu mà Mỹ có một cái chính sách rõ ràng và anh em đồng minh đều thấy ok, cái này là tốt, và chúng tôi thấy cái sự tái xuất giang hồ của một siêu cường quốc là nước Mỹ, thì anh em đứng xếp hàng lại, đứng theo hàng ngũ đàng hoàng. Chỉ có cái lúc đó là Trung Cộng không còn cái cách nào, bởi vì đó cả nguyên cái thế giới chống lại với nước Trung Cộng. Trung Cộng làm cái gì làm ăn? Trung Cộng đòi đi ăn hiếp ai nữa, đúng không? Và những cái nước nhỏ như là nước Philippines, như nước Việt Nam, khi mà họ thấy cái lực lượng của đồng minh nó đồng nhất một cái tư tưởng, nó đồng nhất về cái chính sách, và nó đồng nhất về tất cả những cái thi hành về kinh tế và quân sự, thì những cái nước này đó họ mới có đủ can đảm đương đầu với nước Trung Cộng. Bởi vì họ nghĩ là nếu mà Trung Cộng làm cái gì đó, tất cả những người đồng minh này nó sẽ ủng hộ mình, nó sẽ làm. Còn nếu mà bây giờ đó, như đó, mình làm cái gì, nước Việt Nam làm cái gì phật lòng Trung Cộng, rồi không ai bảo vệ mình hết, không ai giúp mình lên tiếng hết. Mỹ thì như đó, nói lên tiếng, nhưng mà đồng minh nước Pháp, nước Đức, rồi nước Anh là không nói. Rồi tức là EU không nói. Mà EU không nói, mà cái khối EU là cái khối rất là mạnh về vấn đề kinh tế, mà nó lại đi ngược lại với lại nước Mỹ, thì làm sao Mỹ mà có thể làm đàn anh được? Và làm sao những cái nước nhỏ như Việt Nam và Philippines dám nghe lời Mỹ? Bởi vì họ sẽ nói anh làm đại ca mà đàn em của anh nó còn không nghe lời, làm sao mà anh kêu tôi làm đàn em của anh được, đúng không? Cái đó, đó là một cái chìm, và bây giờ Mỹ đang làm và củng cố lại cái đó. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là có cái sự xích mích, có cái sự rồi nước Pháp sẽ tách rời ra và sẽ không nghe là Mỹ, thì cái đó đó mình đoán nó không có xảy ra. Mà trong tương lai gần, Pháp, Đức sẽ đi cùng một cái tư tưởng và đường lối và chính sách đối ngoại. Nào, còn cái vấn đề tiền đó rất là dễ giải quyết, và nước Pháp sẽ được trả lại tất cả những cái số tiền đó. Tức là những cái chiếc tàu đó không bán được cho nước Úc, Úc Đại Lợi, mà cũng có thể bán được vài chiếc cho Úc Đại Lợi, đúng không? Rồi Mỹ sẽ kêu tất cả những người đàn em khác giống như Việt Nam, hey, cái 65 tỷ của nước Pháp đó, đúng không?
nó hứa là nó chế 12 chiếc tàu ngầm cho nước nước Úc. Bây giờ đó nó giảm xuống còn 6 chiếc hay là 5 chiếc, mình lấy ví dụ thôi. Thì bây giờ Việt Nam mua giùm 3 chiếc đi. Mã Lai mua giùm 2 chiếc đi, Indonesia mua 2 chiếc, thì tất cả những cái tiền đó nó cũng quay về lại nước nước Pháp, tức là không có lấy tiền của nước Pháp. Nhưng mà cho Pháp biết là anh bây giờ phải đi vào cái hàng ngũ của cái người lãnh đạo, của cái sự tái xuất hiện của nước Mỹ trong cái chiến lược đối ngoại dưới thời Tổng thống Biden. Thành ra lặp lại một lần nữa, dưới thời Tổng thống Biden, cái chính sách đối ngoại xoay trục về Á Châu và lấy trọng tâm là nước Trung Cộng, là một cái đối thủ đứng hàng thứ nhất, và tất cả đồng minh sẽ hợp lại, hợp nhất lại, đồng nhất lại cùng một cái tư tưởng, và cái vấn đề đó là sẽ làm cho nước Trung Cộng không còn là một nước cường quốc về vấn đề quân sự hay là lấy cái vấn đề kinh tế đi ăn hiếp tất cả những cái nước láng giềng, hay là đem cái sự xáo trộn ở trên cái thị trường thế giới. Chú Hoàng Bách. Dạ vâng, luật sư vừa trình bày, bây giờ chúng ta không còn nhiều thời giờ, thành muốn có những cái câu hỏi nhỏ để luật sư có thể đi vào trọng tâm. Thứ nhất là Trung Cộng có lợi dụng để khai thác Pháp không? Ngắn thôi. Cái thứ hai là tại sao Trung Cộng có vẻ hằng học lên tiếng phản đối về cái hiệp ước AUKUS này? Cái thứ ba là trong khi đó Đài Loan rất là vui vẻ, Đài Loan tán đồng và cho rằng đây là sự rất là vui. Bây giờ trước cái sự kiện đó, sau một ngày thôi, cái hiệp ước gọi là AUKUS này được ký vào ngày 15, tức là thứ tư tuần vừa rồi, 15 tháng 9, thì ngày 16 tháng 9 Bộ trưởng Thương mại của Trung Quốc nộp đơn xin gia nhập vào CPTPP. Mà nộp đơn ở đâu? Bây giờ New Zealand, tức là Tân Tây Lan, là của quốc gia họ nhận đơn, họ nộp đơn để mà xin gia nhập. Chúng ta biết là thời của Tổng thống Obama, TPP là cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương đó, 12 nước. Đây là một cái hiệp ước, là một chiến lược dùng kinh tế để cô lập Trung Cộng. Nhưng mà ông Trump, ông lấy năm 2017, ông bỏ đi, ông gia nhập, không gia nhập. Thì nước Nhật và 11 nước còn lại đó, họ gia nhập, họ thêm một cái chữ nữa là CPTPP. Thì bây giờ chúng ta biết là có một số quốc gia đã tham dự, như là nước Anh, họ sau khi Brexit rồi đó, họ bây giờ họ nộp đơn, họ xin gia nhập vào CPTPP. Bây giờ cái nước thứ hai là Đài Loan cũng xin vào. Thì bây giờ cái nước Trung Quốc cũng xin vào, mà Thái Lan cũng sắp sửa xin vào. Thì thưa luật sư, tại sao để trả đũa hay như thế nào mà Trung Cộng lại xin gia nhập vào CPTPP? Như vậy cái tầm quan trọng nó ra sao? Xin mời luật sư. Người Việt Nam chúng ta có câu nói ăn làm vua, thua làm bạn. Bởi vì trong tương lai, cái này là mình đoán thôi, và trong tương lai là sang năm, nước Mỹ sẽ về lại với cái CPTPP và nước Mỹ sẽ là đàn anh, và những cái nước khác biết bây giờ Mỹ sẽ về lại, đúng không? Thì cái hay nhất là bây giờ mình nộp đơn, mình đi xin vào, và luôn cả nước Trung Cộng bây giờ không thể nào đương đầu với Mỹ khi mà Mỹ bắt đầu củng cố cái quyền lực và cái thế lực đàn anh ở trên thế giới này. EU sẽ đi theo nước Mỹ, nước Pháp sẽ đi theo nước Mỹ, đúng không? Cái đó nó không có cách, còn không còn có đường nào lựa chọn nữa, phải đi theo. Và đồng minh dưới cái siêu quyền nước Mỹ nó sẽ đồng nhất với tất cả những cái chính sách, thì Trung Cộng không còn cái con đường lựa chọn là phải hợp tác và làm đàn em của nước Mỹ luôn. Có nghĩa là gì? Luật sư một chút xíu để bổ túc cái này, để là luật sư nói luôn. Tức là sau khi nộp đơn đó để gia nhập vào CPTPP, thì ngoại trưởng Úc ổng nói là Trung Cộng đó cần phải cải sửa lại, bởi vì Trung Cộng lợi dụng chơi nước Úc bằng cách là lúa mì ở trên thị trường, bán lúa mì với rượu vang và thịt gà, một vài có bán thịt bò nữa, thì Trung Cộng là chèn ép làm khó dễ. Cho nên điều đó họ cho rằng là Trung Cộng muốn vào đó, Trung Cộng phải thay đổi, còn nếu không, đúng, Trung Cộng không vào. Xin mời luật sư. Dạ, rất là đúng, phải thay đổi. Trung Cộng không có con đường lựa chọn, thua thì phải làm bạn,
và làm bạn đi vô đó thì phải làm và nghe lời chúng tôi. Và chúng tôi đưa ra ở trong cái TPP ngày xưa và trong cái CPTPP đó là cái điểm đầu tiên đó là phải bảo vệ vấn đề nhân quyền trong đất nước đó và không được quyền chế ăn gian. Nào, Trung Cộng đó khi mà đời Tổng thống Trump lên đó, họ không care, họ muốn làm gì họ làm, Việt Nam cũng muốn làm gì làm, đúng không? Nhưng bây giờ đó quý vị đó phải dưới một cái mà giờ mình lặp lại cái danh từ cũ của đời Tổng thống Bush cha nha. Khi mà Bush cha lên và hủy bỏ được, dẹp được cái chủ nghĩa cộng sản quốc tế đó, thì ông ta tuyên bố và lúc đó đó nước Mỹ trở thành siêu cường quốc, một cái nước độc nhất ở trên nước Mỹ này, và tất cả đồng minh đều đi theo hết, không ai mà dám mà tranh cãi nữa, đúng không? Ông ta đưa ra một cái danh từ, một cái cụm từ, nó kêu là New World Order, một chính sách của một nền tảng kỷ luật mới ở trên thế giới trong cái vấn đề ban giao đối ngoại, đúng không? Thì bây giờ cá nhân mình đoán đó, ông Biden sẽ lên Liên Hiệp Quốc và ông ta sẽ tuyên bố nước Mỹ trở lại với cái New World Order và nước Mỹ là siêu cường quốc độc nhất ở trên thế giới này và tất cả anh em đồng minh phải đi cùng một cái con đường, và những người mà ngày xưa là đối thủ, địch thủ của nước Mỹ như là Trung Cộng và Nga không còn cái con đường lựa chọn. Anh muốn làm ăn buôn bán, một là anh chơi với nước Bắc Hàn, anh bán đồ cho Bắc Hàn, bán đồ thứ ba, chứ anh không có bán đồ cho chúng tôi nữa. Cả một cái thế giới tự do, còn anh mà muốn bán đồ cho chúng tôi, anh phải làm việc hợp tác chúng tôi, anh không có phát triển hung hăng đi ăn hiếp những cái nước bạn của chúng tôi, anh phải buôn bán một cách đàng hoàng chứ không có chơi ăn gian, anh phải làm cái này, anh phải làm cái kia, anh phải làm cái nọ nếu mà anh muốn làm việc chung với chúng tôi. Thì đây là một cái sức mạnh rất là mạnh dưới cái thời Tổng thống Biden, và đây cũng là cho tất cả những người mà ngày xưa hay là ngày hôm nay vẫn còn tin ông Trump, là chỉ có ông Trump mới làm được cái chuyện này và mới hạ được nước Trung Cộng, thì cái đó đó càng ngày ông Biden càng chứng minh cho chúng ta người Việt Nam ở trên nước Mỹ ở hải ngoại là cái đường lối và cái chiến lược ngày hôm nay của ông Biden rất là cứng rắn, và trong tương lai gần quý vị sẽ thấy nước Trung Cộng sẽ nhượng bộ, sẽ không còn hung hăng, và chúng ta sẽ thấy cái sự trỗi dậy của nước Mỹ và tất cả những người đồng minh đều đi theo cùng một cái tư tưởng, cùng một cái chính sách, cùng một cái chiến lược, và nước Việt Nam cũng phải đi theo cái con đường đó nếu mà muốn phát triển, và họ sẽ không còn sợ nước Trung Cộng ăn hiếp nữa. Đó là cái đường lối chính sách sẽ sắp tới đây ở trên thế giới. Đó là cái vấn đề chiến lược chính sách đối ngoại, tập hợp tất cả đồng minh, liên kết tất cả đồng minh, đứng ra và nhận lãnh cái trách nhiệm, tôi là cái người đại ca trên thế giới này mà ngày xưa trời hai đời tổng thống không chịu làm cái vấn đề đó. Chú Hoàng Bách, bây giờ thì hai cái câu hỏi luật sư vừa trả lời đó là tại sao mà Trung Cộng gia nhập với tại sao Đài Loan là rất là vui khi được có cái hiệp ước này. Dạ, đương nhiên Trung Cộng muốn gia nhập là để và tồn tại, chứ bây giờ Trung Cộng bán hàng bán cho ai nếu mà tất cả những người đó là đồng minh đàn em của nước Mỹ, đúng không? Mà nếu mà đàn em của nước Mỹ nói bây giờ tôi không chơi với Trung Cộng, tôi tẩy chay Trung Cộng, tụi tôi đó có hàng hóa đầy đủ hết, tụi tôi tự tụi tôi bán với tụi tôi, không chơi với anh, và nước Mỹ á, cái nền kinh tế nó không có bị sụp đổ, nhưng mà cái nền kinh tế của nước Trung Cộng sẽ bị sụp đổ. Thành ra Trung Cộng phải biết cái vấn đề đó, Trung Cộng phải nhượng bộ, không còn con đường lựa chọn. Cái điểm thứ nhất, Đài Loan khi mà họ thấy những cái việc này xảy ra, đương nhiên Đài Loan rất là vui và Việt Nam cũng rất là vui, nhưng mà Việt Nam không dám lên tiếng. Nhưng mà Đài Loan sẵn sàng lên tiếng. Giống như ngày hôm nay, khi mà Mỹ dằn mặt một cái người đàn anh đứng hàng thứ ba ở trong khối đồng minh, tức là nước Pháp, rõ ràng cho tất cả mọi người thấy, đúng không?
không một cái nước đàn em nào dám lên tiếng ủng hộ và bảo vệ nước Pháp hết. Họ im lặng hết. Có nghĩa là gì? Họ phải tuân theo. Và nước Pháp khi mà họ lên tiếng, họ nói trời ơi Mỹ chơi ăn gian quá, Mỹ chơi cái này cà chớn cái này kia làm tôi mất mặt. Nói đúng rồi, tôi cho anh biết tôi là đàn anh. Anh hồi đó giờ đó không có cái người đàn anh lộng hành. Bây giờ đó anh không có được quyền lộng hành, anh phải nghe lời chúng tôi. Thành ra những cái người đàn em dưới nước Pháp không dám nói, không dám nhúc nhích luôn. Cái đó nó thấy rất là rõ ràng. Và đối ngược lại, những cái nước mà bị nước Trung Cộng ăn hiếp như là nước Philippines, như là nước Việt Nam vẫn còn sợ nước Trung Cộng, không dám lên tiếng. Còn nước Đài Loan thì đang đương đầu với Trung Cộng, thành ra họ lên tiếng liền ngay tức khắc để cho biết là hey, tôi thích là bây giờ dưới cái chính sách đối ngoại của đời Tổng thống Biden là tôi rất là yên tâm. Trung Cộng trong tương lai không còn dám ăn hiếp chúng tôi nữa về mặt kinh tế và luôn cả về mặt quân sự. Và chúng ta sẽ thấy trong tương lai gần cái sự đó nó sẽ hiện ra rất là rõ. Thành ra cái nước mà bị mất mặt nhưng mà sẽ nghe lời nước Mỹ, đó là nước Pháp. Mà cái nước mà lo sợ nhất là không còn cái thế ở trên thế giới này, đó là nước Trung Cộng. Thành ra cái bài diễn văn của ông Tập Cận Bình sẽ cho thấy là nói ô Mỹ bây giờ chơi ăn gian, Mỹ bây giờ dùng cái sức mạnh của mình là đi ăn hiếp đồng minh vân vân và vân vân, hay là cái gì đó. Là bởi vì á, Âu Châu bây giờ đó nó không còn sau you know, sau cái AUKUS này, Âu Châu sẽ đi theo cái đường lối và chính sách của nước Mỹ. Có nghĩa là nếu mà nước Pháp hay là nước Đức hay là nước Ý đại loại muốn ký một cái giao kèo lấy cái 5G của nước Trung Cộng, mà giả sử như nước Mỹ nói không được quyền làm cái đó, mấy cái nước này nó phải hủy bỏ hết tất cả những cái công trình đó, đúng không? Anh phải nghe lời tôi cũng có 5G. Anh muốn anh lấy cái 5G của tôi, chứ anh không có lấy cái 5G của Trung Cộng. Tất cả những cái chính sách đường lối về kinh tế, về quân sự ở trên thế giới này, quý vị phải đồng nhất về cái tư tưởng với lại nước Mỹ. Khi mà Mỹ nói chúng tôi tẩy chay nước Trung Cộng về một cái kinh tế, về một cái thị trường nào, thì tất cả anh chị em trong đồng minh đều phải làm giống hình như vậy. Chỉ có cách đó mới trừng phạt và mới ngăn chặn được nước Trung Cộng. Bởi vì Mỹ nói tôi không thể nào mua cái món hàng đó, nhưng mà tất cả đàn em mình đi mua hết, rồi làm sao bây giờ? Nước Trung Cộng nó sẽ cười nước Mỹ. Ha ha, anh ngon thì anh tẩy chay tôi đi. Một mình anh làm sao tẩy chay tôi được? Trong khi tất cả đàn em của anh đó, nó đâu có tẩy chay tôi, mà nó hợp tác với tôi. Thì làm sao Mỹ kèm chân được, mà làm sao nước Việt Nam, nước Philippines dám nghe lời nước Mỹ? Bởi vì nói anh muốn tôi nghe lời anh, cái thằng em của anh nó còn không nghe lời anh nữa, làm sao một người ta nghe lời anh được? Đó là cái đường lối và cái chính sách trong tương lai của nước Mỹ. Đây là cái, những cái này là những cái rất là tốt trong cái đường lối chính sách đối ngoại cứng rắn của nước Mỹ, lấy cái nước Trung Cộng làm cái trọng tâm và ngăn chặn cái sự bành trướng hung hăng phát triển của Trung Cộng về tất cả mọi lĩnh vực, chú Quang Bạch. Dạ vâng, qua sự trình bày của luật sư, chúng tôi nghĩ là cái chương trình này quý khán thính giả ở Việt Nam hoặc là ở hải ngoại mà có một cái tinh thần muốn đất nước chúng ta tốt, muốn nước Mỹ trở thành một siêu cường, thì quý vị rất là vui trong một cái chiến lược mà Tổng thống Joe Biden chỉ có 8 tháng thôi mà điều hành để lấy lại, để mà tạo cái thế mạnh của mình trở thành. Cho nên Tổng thống Joe Biden mới là nước Mỹ đã trở lại. Trở lại là như thế nào? Trở lại là để cho đồng minh tin tưởng, trở lại là để cho cái thù khuất phục. Đó là những cái yếu tố. Bây giờ thì dành cho luật sư một phút để kết luận chương trình và chúng ta chia tay. Dạ, thì hy vọng là tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài này, bởi vì sẽ có những cái bài diễn văn rất là hào hứng đưa ra, thì chúng ta cũng sẽ phân tích cái mặt nổi và cái mặt chìm trong cái chiến lược mới của nước Mỹ tái phối trí về cái này kia và đưa cái trọng tâm về bên Á Châu và đặc biệt nhất là về nước Trung Cộng, chú Quang Bạch. Dạ vâng, chúng ta biết là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ họ nói là trong cái thời gian tới đây thì nước Pháp và nước Mỹ đó sẽ có cuộc thương lượng với nhau để mà gặp gỡ nhau để mà có thể hóa giải những cái gì dị biệt đó, thì chúng ta có lẽ là làm cho nước Pháp họ vui, đừng có mất mặt thôi. Do họ mà
các bình luận gia của Pháp họ nói là nếu mà nước Pháp mà cứng rắn quá đó thì sẽ nguy hiểm, tức là con dao hai lưỡi, nếu anh cứng rắn quá Mỹ còn trù dập nữa là mày, cho nên anh phải cuối cùng là xí xóa mà làm sao cho nó khỏi mất mặt. Đó là cái yếu tố. Ngày mai quý vị sẽ thấy là cái bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden là Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày mai bắt đầu, và ông Tập Cận Bình cũng có bài diễn văn nhưng mà không có mặt, đặt qua chỉ đặt qua Zoom thôi. Thì qua chúng tôi một lần nữa thì chúng tôi thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cảm ơn luật sư Steven đã phân tích một cái chiến lược mà có lẽ là quý vị rất là thích, bởi vì đây là hợp với cái lòng của quý vị mong ước đất nước Mỹ đang trở thành một siêu cường, mà Việt Nam trong tương lai cũng có dân chủ, mà Trung Cộng sẽ gặp khó khăn trong cái thời gian tới. Đó là tất cả những cái sự kiện mà luật sư gửi tới nghiên cứu để mà chia sẻ với quý vị. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị và xin quý vị ủng hộ bằng cách là subscribe và like, cũng như gửi giới thiệu cho các bạn bè và thượng hữu trong cái nội dung của chương trình này. Chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Xin mời luật sư. Dạ, kính chào chú Hoàng Bách và kính chào tất cả khán thính giả Hoàng Bách Channel. Hẹn gặp quý vị trong tuần. Xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào.